Trời ơi, cái gì mà bụi quá trời quá đất luôn hả? Trời đất ơi, cái gì bụi đóng lớp vậy? Cái con nhỏ lọc này, nồi niêu son chảo á, mà nó cất ở trong tủ á, cất hết năm này qua năm khác chắc không có chịu nấu nướng gì hết mà để làm cổ vật luôn hay sao á. Ui, trời ơi, trời đất ơi. Gì vậy chị? Em làm cái gì? Làm cái gì tự nhiên chị nói quá trời quá đất luôn, em đứng hình luôn nhỉ? Đang suy nghĩ cái gì vậy? Suy tư cái gì vậy? Thì em có suy nghĩ gì đâu, em đang nghe chị nói mà. Trời ơi, nghe chị nói mà chị thấy em thẫn thờ giống như người mất hồn vậy. Có chuyện gì vậy? Hả? Trời đất ơi, tụi nó đi làm hết trơn à. Ở nhà có hai chị em. Em làm cái gì mà nãy giờ chị nói chuyện quá trời quá đất như con điên vậy đó, mà em không có nói chuyện gì với chị hết trơn vậy hả? Tại em đang suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Em suy nghĩ cái chuyện mà hôm bữa em hiểu lầm hai ông Sáu á. Cái gì vậy? Cái gì? Là cái gì vậy? Đừng có tiến lại gần đây. Miễn thầy! Cứu người! Miễn thầy! À, cái chuyện mà hôm bữa em nói hai cái ông Sáu đó là biến thái đó hả? Ồ. Cũng tại em không? Sớm sơ sớm xác. Trời đất ơi, tự nhiên là đi nói người ta này nọ. Thiệt quê muốn chết luôn vậy đó. Quê thiệt luôn á. Tự nhiên giờ nghĩ lại quê quá à. Quê mà không có nguôi ngoai được luôn á chị. Bây giờ mà nghĩ lại là khó chịu trong người ghê luôn á. Tự nhiên chưa gì hết là tạo ấn tượng xấu cho người ta rồi. Từ trước tới giờ em chỉ có tạo ấn tượng đẹp thôi. Đây là lần đầu tiên mà em tạo ấn tượng xấu vậy á. Bởi vậy mới mốt nha, con gái con lứa ăn trong nồi ngồi trong hướng, nói chuyện cho đàng hoàng tử tế nha. Không có ba chớp ba nhán nghe không? Trời đất ơi, làm chị cũng quê ghê. Bây giờ gặp mặt thấy nó sượng sượng làm sao đó. Trời ơi, Trúc ơi là Trúc, em động não em suy nghĩ đi. Bây giờ mình phải làm cách nào để mà mình lấy lại cảm tình của người ta chứ, xua tan mọi ấn tượng xấu về mình. Chứ bây giờ em tối ngày em cứ ngồi thừ ra đó. Rồi cái trời đất ơi. Trời đất ơi, nãy giờ không để ý. Đẹp không chị? Ở nhà hả? Ở nhà. Ở nhà mà ăn mặc cái gì mà hở trên hở dưới vậy trời. Trời đất nào cũng phải đẹp mà chị. Nè. Em ăn mặc kiểu này đó ha, mà em đi ra cái khu phố này ha, rồi gặp mấy cái bà đó đó, người ta họ quýnh giá em nữa đó. Người ta nói là em ăn mặc hở hang, khiêu gợi đó. Cho nên em làm ơn đi, đi dự tiệc hay đi đâu á thì mặc cái này á thì tạm được đi. Ở nhà mà làm cái gì mà mặc hở hang dữ vậy? Có hở trời lắm đâu ơi. Nè, suy nghĩ đi, rồi làm ơn đi vô trong thay đồ cho chị. Suy nghĩ coi mình làm cách nào ta để mà mình dập tắt cái miệng của mấy cái bà tám đó. Thì từ nãy tới giờ em ngồi em suy nghĩ từ nãy tới giờ nè, và em đã nghĩ ra được một cách. Ý, cách gì nói chị nghe coi. Em có cách, chị cứ tin đó em. Ăn. Trời ơi, ngon lắm mấy bà ơi. Ngọt. Ngọt ngon mà. Ngọt à? Ngon à? Được có lý à? Sao? Quên. Cái gì? Hôm qua em đi siêu thị. Có mua gì? Khuyến mãi. Em mua được hai cái tập về đẹp xuất sắc. Đâu chị coi. Ngu gì đem ra đây? Sao vậy? Đem ra đây hai chị xin làm sao? Trời ơi, đồ khuyến mãi mà cũng vậy. Trời ơi, khuyến mãi chứ. Ủa mà nó nghe nè. Trời ơi, khuyến mãi thích quá vậy. Biết vậy hôm qua Dung nó rủ em đi theo rồi. Trời ơi, lo gì, ngày mai đi chị. Ủa vậy hả? Nhưng mà thôi khỏi mua đi. Tại vì em ở nhà cũng còn. Xài tập về đâu có hư hao gì đâu mà mua thêm chi uổng tiền. Mấy chị. Đang bạn gì vậy? Đi mua xưa, đi mua đồ khuyến mãi. Ngồi chơi hả chị? Mới nghe là định mua tập về. Đúng rồi. Trời đất ơi,
đi siêu thị mua chi cho mất công tốn sức mà vừa tốn tiền. Sao đúng vậy? Rồi đây, đây nhà em không dư cũng không thiếu, được cái dừa dặn đầy đủ đem tặng cho mấy chị. Trời ơi, quá quá thăm hỏi được rồi tặng quà chứ ngại quá. Đến vậy qua khỏi mua. Đây mỗi người một cái nha. Dạ dạ. Nhà em có 4 cái để chia cho mọi người. Cảm ơn. Giá nghe nè, tôi thấy thương quá. Đi qua thăm được rồi quà cám gì. Nhưng mà nói nghe, 3 người mà 4 cái là chia làm sao? Rồi 3 người phải chia làm 3 chứ đúng không? À, thì chị Dung chỉ có rồi thôi, chị khỏi lấy đi. Bây giờ có 4 cái thì em chia cho bà Sáu Hợi với bà Sáu Gà. Đó. À, người 2 cái hả? Hay người 2 cái. Người 2 cái. Trời ơi, cảm ơn nha. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp quá trời. Ê, cái đường mai đẹp quá ha. Dạ, cũng đẹp. Màu sắc cũng đẹp. Dạ, chị ơi, mấy cái này á, người ta thường nói là bây giờ những cái hàng đắt tiền người ta gọi là những cái đồ thủ công đó chị. Meta. Dạ, những cái đồ meta mà tiếng Anh á, tiếng Anh mà theo em học được là người ta gọi là handmade. Dạ. Là mấy cái đồ này đồ handmade là mai bằng tay không hả? Dạ đúng rồi, meta. Dạ vậy. Dạ. Ôi cực lắm. Hàng chi cái đường kia mũi chị nó đẹp gì đâu nghe. Trời ơi, tay khéo ghê. Nhưng mà vậy nè, em có ý kiến nè. Dạ. Đem qua đây nói tặng cho 3 người thì phải tặng cho 3 người chứ không thể nào mà đưa cho 2 người đó được, mà còn em còn không, mặc dù là em có được rồi. Giờ sao ta? Vậy sao giờ chứ 4 cái chia sao? Vậy thôi giờ mỗi người lấy 1 cái đi, 1 cái mang về. Đó, vậy đó. Trời ơi. Mang về hả? Vậy đi. Vui ha. Cảm ơn em. Trời ơi, tao nói nó đẹp á. Thử không? Chị á, bây giờ á, tại vì mình đang có những cái tập về rất là xinh đẹp ở trên tay như thế này á, thì em nghĩ là mấy chị giả bộ đeo lên đi, mặc dù mình không có nấu gì hết đó, nhưng mà giả bộ đeo lên rồi chụp hình check in lên Facebook đó, rồi đăng lên là status là giống như tình làng nghĩa xóm. Rồi đeo thử coi vừa không, có đẹp không, có đẹp không? Đeo đi chị. Nó đẹp hết, chiếc đẹp và chạy. Chị Dung chị khoái quá kìa. Em ơi, ủa sao cái sợi dây này nè, sao nó lỏng mà từ cột rồi sợ nó rớt à? Ủa lỏng hả? Trúc. Sao cái này lỏng quá vậy các em? Dạ chị, mấy cái đồ handmade đó chị biết không? Bằng tay mà đôi khi nó sẽ hơi lỗi một chút xíu. Để em ráp lại cho. Chị tưởng là em buồn ngủ nên em mai nó lỏng lẻo chứ. Dạ. Cái này là chỉ còn dính đôi chừng là một ly nữa thôi là nó rách luôn, là không có cột được luôn nè. Trúc, sao chị có một giây gì em? Dạ, cái giây phút mà em làm cái này á thì em hơi mệt. Thành ra cái tay em hơi run quá chị. Dạ. Mày ơi, em ơi, nói lại em sửa lại. Nói ngay nè, em đem hai cái này về sửa xong rồi em đem luôn cái của chị về sửa luôn đi. Ủa sao vậy? Dây ngắn dây dài chị còn không có vừa ở bụng chị. Lại vô bụng chị bự á. Chị bự chút xíu nữa mới bự bằng bụng em coi. Cái bụng nhỏ xíu mà. Bậy. Thôi vậy là hơi chịu khó đem về sửa đi em ha. Ủa làm sao? Ủa coi như là mấy chị không có chê, nhưng mà sửa lại đẹp hết đúng thôi đi. Trời ơi, nói vậy là chê rồi chứ còn gì nữa. Đem qua không lấy, đem trả lại là chê rồi. Bỏ vậy em nói chị rồi, nghĩ sao mua 2 cái tặng 4 cái đồ dỏm rồi chị mua nó vậy hả? Bây giờ mấy mẹ chê rồi kia. Ủa chứ không phải em Mai hả? Em đâu biết Mai đâu. Trời ơi. Nhỏ này gì nữa, tự nhiên tốn tiền mua một đống tập về rồi cái tự nhiên không xài thôi. Mấy bà không xài kệ mấy bà, đem về để dành cho chị xài, sửa lại chị xài cũng được vậy. Tự nhiên cái đem dục vô duyên. Mà cái kế hoạch này là do em nghĩ ra trước á. Sao lúc nói chuyện với mấy bà cái não em đâu vậy, không biết động não lên nói gì sao để cho mấy bà biết tổng ra hết trơn hả? Trời ơi chị ơi, là chị, cái này á là chị đòi mua chứ có em phải là em đòi mua đâu. Tự nhiên chị ham hàng rẻ chi chị mua xong giờ vậy, cái giờ chị đổ thừa cái ông mình em, chắc mình em làm á. Thì nói chung là thấy rẻ rẻ thì mua, ai biết nó dởm vậy đâu. Giờ quê ơi là quê luôn á, chị tình giờ quê quá, giờ sao giờ. Mà em nói cho chị nghe nha, hồi nãy là mấy bả hả chắc là cười thầm trong bụng thôi. Còn bây giờ hả là chắc là mấy bả hả đang ngồi nói xấu mình nè. Đang ngồi nói là mình hả keo kiệt, bụng xỉn, tính toán mà còn ra vẻ hào phóng. Còn ra vẻ là hả quan tâm tới mọi người chi để bây giờ để mọi người phát hiện ra. Đó, cái cục nhục này mới là quê nè. Trời ơi, bây giờ chị cảm thấy nhục ơi là nhục. Trời ơi. Trời ơi.
thì nói không biết bao có ai nói gì đâu. Mà tập về mua khuyến mãi thì nói mua khuyến mãi có ai nói gì đâu. Thì cho mình là có lòng là được rồi đúng không? Có gì đâu, tự nhiên phải nói là đồ hen 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 hen. Em nói thì em mắc cười em cũng đau bụng luôn, nhưng mà em hơi bị quê nha hai chị. Sao? Tự nhiên không cái ngắn cái dài cái em đeo vô không vừa rồi cái nói bụng em bự. Mà bụng em có bự thiệt vậy em? Ôi bà ơi, tưởng tượng tôi bụng eo bà chút ép hả bà ơi, tôi cũng có mập đâu. Vậy đó mà nó bụng em bự. Thôi nhưng mà nghĩ thì cũng thấy tội nghiệp. Em có cảm giác là giống như hai người đó đó muốn làm thân với chị em mình. Rồi đem quà qua rồi tặng đồ này nọ đó. Đúng rồi, em cũng có cái cảm giác y chang như vậy luôn. Chị em mình túm tụm đây thế nào cũng nghĩ là bà này chắc xúm lại nói xấu tụi tôi đó. Thôi vậy thôi mình giải tán đi. Mình giải tán đi. Mình không có nhiều chuyện nha. Không có nhiều chuyện anh. Rồi, đây. Không quen biết gì hết. Đây, không quen nha, không quen. Chị, em nghe nói là cái xóm này tham ăn dữ lắm. Bây giờ em nghĩ chị nấu ăn đi. Lúc đó không cần phải nói dối nữa. Ham ăn dữ lắm hả? Ừ. Trời. Nói về nấu ăn là chị số 1 rồi. Nữ hoàng đầu bếp. Được rồi. Nếu như mà cái xóm này tham ăn như vậy, chị sẽ trổ tài nấu những cái món ăn ở dưới quê cho mấy bả lát mắt luôn. Đâu có được. Ủa sao vậy? Chị phải nấu mấy cái món mà người ta thích chứ. Trời đất ơi trời, không lẽ bây giờ mình nấu tới 3 món luôn đó hả? Nữa chị, con người của chị sao giờ nó nhỏ mọn. Trời tại sao chị lại tính toán chưa vậy? Chị đã tính toán rồi. Tính cái gì? Trời đó, cũng cái miệng của em á nha. Cái miệng của em làm cho người ta hiểu lầm đó nha. Tính toán gì đây? Thiệt đây. Tình hả? Đây, muốn ba món là có ba món đây. Em sao không? Cái xóm này có truyền thống á, là nhà nào có đồ ăn ngon là chia sẻ cho cả xóm cùng ăn. Đúng rồi. Thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Đúng rồi. Mà mình muốn nấu món gì mình nấu hà. Mình không có phải quy định là mình phải nấu ngon hay nấu dở. Đúng rồi. Thích gì nấu đó, muốn gì nấu đó. Chủ yếu là cái lòng thôi. Chẳng qua là tôi muốn trổ tài nấu ăn của tôi. Đúng đó rồi. Để mà cho mấy chị thưởng thức qua. Rồi coi như là để cho cả xóm mình vui vẻ với nhau á mà. Thích quá. Vậy là xóm mình quá vui luôn. Quá vui. Chị, vậy là không cần phải tính toán nữa chị ha. Tính toán gì đây? Chỉ cần có lòng sẽ chạm được vào tấm lòng.